Anh em ơi, ok, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của HRZero và là tôi sau đây. Ok các bạn ạ, và ngày mai chúng sẽ đến với một video mới trên kênh HRZero về Free Fire. Mà anh em nhìn thấy cây súng mà tôi đang cầm không? Đúng rồi đấy mà, đây chính là cây ca rồng thiên. Và ngày hôm nay tôi sẽ test cho anh em coi cây ca rồng thiên như thế nào nha. Và ngoài cây ca rồng thiên này ra thì nó chỉ là một khẩu súng phụ thôi. Mà cái chính hôm nay tôi review cho anh em đó chính là cái con nhân vật The Bee anh em. Đây anh em nhìn này thấy không? Đây là con nhân vật The Bee thì hiện tại là mình đã lên level 6 con nhân vật The Bee này rồi. Thì hiện tại con nhân vật The Bee này nó có một cái skill bị động như là đạn xuyên âm. Thì chúng ta sẽ có từng level, level 1 là sẽ linh hoạt 5, level 2 là 7, level 3 là 9, level 4 là 11, level 5 13 và level 6 là 15. Và nó sẽ tăng cái độ chính xác cho chúng ta. Level 1 là 10, 13, 17, 22, 28 và 35. Và khi chúng ta vừa di chuyển vừa bắn tốc độ sẽ tăng, và cũng như độ chính xác nó cũng sẽ tăng tùy theo cái level mà hồi nãy mình vừa đọc cho các bạn đó. Đó, đây là cái con nhân vật The Bee này ở trong cái OB28 lần này của Free Fire. Thì mình ngày hôm nay mình sẽ lấy con này vào để mình solo cùng với Camui, để mình coi là con nhân vật này nó vừa di chuyển vừa bắn nó có biết không anh em ơi. Tại vì bình thường hồi trước mình toàn đứng lại mình bắn không à. Bây giờ mình sẽ thử coi mình cầm cái ca rồng thiên này sẵn test luôn anh em, để vào coi thử vừa di chuyển vừa bắn nó có biết không nha. Camui sợ không? Test được không? Camui cũng test được không? Test gì? Test gì? Test xuống này nè, mình cũng có rồi mà. À ok luôn chị, ok. Ok, và bây giờ let's go. Ok, mình đã xét cái khẩu ska này mới vô để phải mua được là không đồng anh em ạ. Trời ơi, dạo này tôi chơi với Ego Team tôi dùng cái gọi là thẻ tàu phòng đỏ hơi nhiều anh em ạ, phí quá. Cảm ơn rồi nha, xin nha. Phí luôn anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ test thử nha. Bây giờ chị không đứng yên bắn á chị Môi. Bây giờ mình sẽ vừa di chuyển mình vừa bắn đây, mình test thử nhân vật ra. Chị có đang nhân bị nhân vật đó không? Có. À, nhân vật gì? Nhân vật The Bee. Để em thử nhân vật, em thử gì chị, em thử vừa bắn thôi rồi. Ý, Mui ơi. Đây. Wow. Trời ơi Mui. Em bảo là chốt tác đừng có bắn mà tại sao bắn chết luôn vậy, hay vậy anh trai? Em đâu có kêu chị thí mạng cho em đâu. Hả? Ok, nói chung là trận đầu mình vẫn tính đi anh em, trận đầu tôi 1-0 nha anh em ơi. Này, ủa, map mới hả? Map mới không, cái này là cái mới thôi. Ủa chỗ mới hả? Ủa Mui đâu? Mới lên mà. Mui đi qua bên trái đi, Mui đi qua bên phải của Mui á, qua bên phải của Mui có cái sân vận động to rồi đó. Thấy. Ôi bây giờ sẽ vừa chuyển vừa bắn thử nha. Từ Mui đâu rồi? Ủa Mui đâu? Em đâu? Tôi không thấy bà, tôi đang ở bên trái nè, bà của bên là bên phải của bà. Đây, chị đang chạy ở bên này đây. Ủa sao em cái mắt nó là lạ ta? Em đâu? Sân vận động đây. Đâu đây? Chừng đường đua mà có phải sân vận động đâu. Đường đua. Ủa cái mắt nó là lạ Mui. Đang. Đây thấy rồi. Chính xác nha. Bạn ơi. Úi xôi. Mui ơi. Có bắn xuyên lưới được không? Yes. Hình như là bắn xuyên lưới được. Ôi, đó giờ kiểu mình em còn không biết nữa, hình như còn mấy chục máu á. Đó giờ em kiểu tàn đứng yên, em kéo tâm nha chị. Cái con nhân vật này nó bắt mình vừa di chuyển như kéo tâm không quen ba. Vừa di chuyển với cái tức là bây giờ là em kéo tâm vừa di chuyển được hả? Ừ, tức là em phải di chuyển thì cái tốc độ nó mới tăng 15% và cái độ chính xác nó mới tăng 35%. Nhưng mà em không quen. Hồi trước kiểu nhảy ra đúng không? Đứng yên, kéo tâm xong đặt bom keo nhanh. Đấy, bắn vài viên xong đặt bom keo đó. Còn bây giờ trời ơi. Thế là gu chị rồi em ơi, gu chị. À, vậy là mua thích da đen này anh em ạ. Ôi, nói chung là da đen này cũng trai hết. Ôi ôi, sao bắn không giống như nào vậy? Trời ơi, không phải, quên mất. Chị chưa mặc skin đấy mà chị vẫn quyết định là chị vẫn sẽ chuyển vào bắn. Ok. Thế là bà nhân vật nữ luôn á. Tôi ngầu quá. Mùi đâu? Từ từ thôi anh trai, làm gì mạnh mẽ thế, nhờ con gái đi anh trai. Ui ôi, sao tôi bắn không chút khi nào vậy anh em? Không phải, mấy viên đạn hơi mù mắt á, chung là anh em đừng. Anh em coi như anh em không thấy mấy viên đạn đi. Mấy viên đạn tôi bắn mù mắt, thấy đái anh em à. Anh nhé, trận
này chị phải cầm cái nhân vật da đen đấy mới đúng. Ok chị. Đúng không? Em thấy chị di chuyển vừa bán không? Vừa di chuyển vừa bán không? Thề luôn á, nghề của tôi đó mọi người. Nhưng mà từ từ nha, bây giờ mình vẫn chưa trải nghiệm được lắm anh em à. Tại vì hình như là do tôi am ngu quá anh em, nên là nãy giờ kiểu tôi di chuyển tôi bắn nó thằng chuột không à. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình tập am, mình sẽ am chuẩn là anh em, tức là cái độ chính xác này nó sẽ không tăng cái am cho anh em nha, mà cái độ chính xác này nó sẽ giảm cái tỷ lệ lệch đạn thôi. Anh em vẫn phải am trúng người thì nó mới không lệch đạn nha. Nãy giờ mà tôi toàn am lệch người mà. Ui gì? Ui gì? Bạn làm gì đấy? Ui, kéo tâm mù quá. Kéo tâm mù quá. Tôi chết được rồi. Kéo tâm mù quá. Anh em biết cái tật của tôi khi mà tôi đứng bắn súng sấy là gì không? Chị biết cái tật của em khi mà em đứng bắn súng sấy là gì không chị? Làm gì? Đó chính là sấy cố cho đối thủ chết thì mới thôi. Cái gì vậy ba? Cái tật này cũng là rất nhiều người, tức là bình thường người ta bắn vài viên xong người ta sẽ đặt bông keo xuống để người ta né đúng không? Còn em là em đứng em sấy cố đến khi nào đối thủ chết thì mới thôi. Đâm ra là bình thường chị đó giờ như thế mà. Ừ, thật ra cái đó rất là hại luôn. Cái là tật của rất là nhiều người, không chỉ riêng gì em với chị đâu. À, bà đứng đó bật cam. Để cam thì ai biết cam đâu, điện là từ bé lớn không biết cam là gì đâu. Từ bé lớn cười biết nhở. Ôi, bà ơi ôi nãy giờ tôi phải vừa nhảy tôi vừa bắn anh em biết sao không, tại vì tôi nghe đồn là con nhân vật này vừa di chuyển vừa bắn thì mới phát huy hết công dụng của nó anh em ạ. Trời ơi mà nói gì mình ta đứng yên mình bắn thôi. Cho chị ra ngoài chị đổi nhân vật được không? Không cho. Ai biết hôm nãy tôi dặn rồi mà không chịu đổi chi. Nhưng mà ai biết đâu, ai biết là có cái trò đấy mà. Chị thề luôn đó, chị là tổ nghề của cái việc là người di chuyển vừa bắn vừa nhảy vừa bắn luôn thề. Nếu như mà chị đổi con nhân vật là... nếu chị đổi nhân vật này là chị phải dùng nhân vật nam á, giống như nhân vật nữ được đâu. Nhưng mà đi nhân vật nam mà thì không, nhưng mà chị phải trang bị được cái skill của nhân vật này qua nhân vật nữ. Được. Ừ, được đấy, nói như thế là được rồi. Ủa mua đâu rồi? Được. Chật lắm phải bác. Ui, hình như cái tầm bắn của cái súng này nó thấp hơn đúng không? Ê, không biết nữa, hình như cây này em thấy bắn xa nó hay bị hụt quá. Ờ, nó tức là nó bắn không trúng và hoặc là đam nó không vào á bác. Làm gì đấy bạn? Bạn làm gì đấy? Mua đâu rồi? Ai biết đâu, không biết. Đi! Hồi máu hả? Mày chết rồi! Kẹt! Đó, tôi bị kẹt! Mua ơi! Chị còn là gì chết chói không? Nói chung là chăn trời đó chính là tôi muốn sử dụng cái con nhân vật da đen. Ok. Nhân vật da đen hình như tên là DB đúng không? The P. Chị phải âm rõ ràng nha, chị phải âm rõ ràng. The P. Đấy, okay, The P. DB ngoài. DB ngoài. DB mà, người Việt nói tiếng Việt đi mà. The P. Đó là cái chữ P á, chị, chữ P là chữ con ông á chứ không phải là DB. DB. Đập bi, cái chữ bi là chữ con ong á, hiểu không? Ong. Thôi mà thì căng thế. Ở đâu? Đâu? Mặc dù tôi có am hơi ngu, nhưng mà tôi vẫn giết được Kabul anh em ạ. Uầy, tính ra con nhân vật này xài cũng biết phết em, tức là bây giờ mình có thể giảm được cái tỷ lệ bị hết sọt, tại vì mình có thể di chuyển được à, nhưng mà trừ mấy ông gọi là hết sọt giỏi nha, mấy ông kiểu kéo tâm bờ rồ, mấy ông kéo một phát lên đầu á thì mấy ông đó thì không tính nha. Nhưng mà còn mấy ông mà kiểu mới tập one shot như tôi chẳng hạn, mà mấy ông kiểu vừa bắn vừa di chuyển là tôi không one shot được mấy ông đâu đó. Nói chung con này cũng biết với anh em. Trời ơi, con này phải là của chị à. Thế à, mui muốn dùng nhân vật nam rồi. Gắn kỹ năng của nhân vật nữ là xong mà. Bó thọt hồi máu. Ok, bó thọt hồi máu.
Em nó câu dồn dập luôn, Cao Vui sao thở được. Cao Vui sao thở được hả Vui? Vui đâu rồi? Nghe xong chưa? Đây người ta chơi fair play, người ta sẽ ra đây người ta chờ phải không? Ai đâu như bà. Chưa. Gì bà nói? Không quen nút ba, chưa chuyển được, chưa quen nút chưa chuyển được. Từ ok. Chưa. Sao mình sao tâm đây? Tôi ghét tôi bắn đó chứ không phải là tôi gì đâu, tôi ghét tôi bắn đó. Mẹ bà bảo cứ chưa. Rồi xong rồi. Chưa. Rồi. Cái tôi cũng nôn chứ bà nội tôi nôn chứ. Biết không? Tại vì cậu nó chuyển qua như vậy bấm nhầm nút đó bà. Thông cảm đi em trai. Căn bản là vừa chuyển bộ đồ, kiểu không phải bộ đồ mà bộ bàn phím mới ạ. Tức là ngày trước nha, chị ấn E sẽ là kiểu lên cái khiên chắn này, xong rồi nút 5 thì mới là kiểu ra cái gọi là cái gì.